Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình làm cái clip này mò kim đáy biển nha mọi người. Mà cái này của một khách hàng là chị này cũng làm, mình cũng làm cho chị cũng khá là nhiều đồ. Và mình làm thét và có chị có làm nhiều chỗ chứ không phải làm riêng ở chỗ mình. Sau đó chị có mua sáp, mua đá về chị tự làm. Nói chung là chị làm mẫu rất là đẹp nha mọi người. Thật sự là rất là đẹp. Tại vì chị là con gái rất là khéo tay. Đó. Xong rồi gửi xuống mình nè. Chị làm nói chung là những cái kiểu này bán cho nước ngoài rất là đẹp. Đó, chị làm nè. Thấy không? Chẳng khác gì là một người thợ nha mọi người. Sau khi chị cũng tìm tòi và học hỏi và đôi lúc có tự mày mò về chị bán hàng thôi. Đó. Và sau khi những cái mẫu chị làm định hình hết như thế này nè, rồi chị gửi mình nói chung là chị gói cũng rất là kỹ, nhưng mà rất là tiếc chị không bỏ vào cái hộp mà chị bỏ thẳng vào trong cái hộp gói hàng luôn. Gói xốp được rất là kỹ nhưng mà đi sao tới mình như thế này nè. Giờ phải mò kim đáy biển nha mọi người. Đây mày giờ. Nói chung thì cũng hơi cực nhưng mà cũng hơi vui, tại vì ý tưởng của chị mình sẽ ráp lại theo cái ý tưởng của chị, tại vì chị cũng có chụp hình và gửi vào cho mình. Đó. Nói chung thì nó cũng không có gì đâu, nhưng mà nó hơi dùng như thế này á. Thì chịu khó chút ngồi ráp lại. Đó. Ráp lại y khuôn nha mọi người. Đó. Đó. Thành một cái mẫu của chị sẽ nghĩ và chị lắp ráp, nhưng mà xuống này là em phải qua một công đoạn nữa. Nói chung cái này nó gãy mà sửa lại nó hơi căng chút nha mọi người. Nãy giờ mình cứ cười thầm trong bụng mới à. Đó, thấy không? Nó rất là khó chỗ đó nha mọi người. Đó. Phải sắp xếp lại cho nó theo với cái trình tự của viên đá đó. Bây giờ nói chung thì cũng không khó mấy đâu. Chỉ là sương sương thôi, mấy cái này sương sương lắm mọi người. Nhìn hình lắp ráp mà. Ngày xưa mình làm lắp ráp mà mọi người. Đó, mình có nhận những mặt hàng như thế này luôn nha. Mình làm gia công lại. Những mẫu này rất là độc quyền. Ok. Let's go. Thôi, nói cho không có liêm thiện với mọi người nữa nha. Mình lắp ráp lại hết cái này chứ đâu được mọi người, thấy không? Giờ cái ý tưởng của chị làm rất là đẹp, nhưng mà xuống em thì nó thành ra như thế này, nhưng mà em sẽ cố gắng hoàn thiện lại hết cho chị và theo những cái hình mà chị gửi đó thôi. Mọi người muốn xem thành quả thì nhớ đăng ký kênh và like share ủng hộ mình để xem chờ kết quả nha mọi người. Và đây nha mọi người, ngồi ráp kiểu này một xương luôn đó, giờ nó gãy ra hết, giờ ngồi ghép lại từng mảnh nha mọi người, ghép định hình nó lại. Và sẵn đây mình anh em nào kiên trì và đủ kiên nhẫn và kiên trì để làm những cái hàng này á và có trách nhiệm trung thực cái nghề này, mọi người cũng biết rồi, trách nhiệm trung thực và tính không được nóng nảy nha, từ từ thì cũng ra người nha mọi người. Chứ nóng nảy làm mấy cái này là khó lắm. Nóng nảy sao làm được, đang làm cái nó hư hoặc là nó trục trặc cái gì cái sẵn tay lấy búa lấy đồ đập luôn cái khổ á. Nên là phải kiên trì tỉ mỉ, chịu khó xíu. Rồi ở đây mình nhận học nghề nha mọi người. Nếu mà ai ở gần đây á, ở thị trấn Diên Khánh, thành phố Nha Trang, gần đây tới đây mình dạy nghề cho. Và ai muốn mở tiệm á
thì mình lấy phí nha. Còn mà ai mà học nghề mình theo mình á lâu dài á thì anh em cứ đến với mình dạy nghề cho. Và khi nào biết làm rồi á, ví dụ như làm đồ món được á, thì mình sẽ phụ cấp thêm cho anh em. Nói chung thì mọi người cũng thấy mình rồi á, nói chung là nó hết sức với nghề luôn nha mọi người, và hướng dẫn cho mọi người tận tình luôn. Mọi người không ngại, không lo gì hết nha. Ra này mình hướng dẫn cho anh em, quan trọng là thời gian tỉ mỉ, chịu khó một xíu. Nói chung là cần cù bù thông minh nha mọi người. Nào, như nãy giờ anh em đủ kiên nhẫn mà đỡ ngầu ráp ráp như mình không? Quăng trái với rầu đúng không? Nhưng mà cuộc sống mà. Nói chung là hơi khó, hơi tỉ mỉ về mấy cái phần này. Mình phải tỉ mỉ, là mình phải tỉ mỉ nha mọi người. Chứ công sức người ta cũng đã bỏ ra, giờ nó không gãy hết đâu, ai muốn đâu. Mình cũng làm lại. Làm dâu trong họ mà. Được cái này mất cái kia, được cái kia mất cái nọ thôi mọi người. Mà ban đầu ra mọi người có ý tưởng rồi á thì nó dễ hơn. Nói chung nó dễ hơn chút, còn cái này thì nó gãy hết rồi. Giờ mình phải làm lại, ráp ráp lại thì nó hơi khó rồi nó chút. Nhưng mà tỉ mỉ xíu là xong rồi. Giống như hàng lại vậy mọi người. Hàng lại những cái góc khúc, những cái góc chết. Đó, công chuyện nó là vậy đó. Rồi mình sẵn cái này mình thông báo anh em là trước giờ ai muốn học nghề á mà mình kêu đợi á thì giờ liên lạc lại với mình. Chỗ mình thì có chỗ ngủ lại. Nói cho mình dạy nghề có tâm lắm, anh em cứ yên tâm. Còn ví dụ như làm đồ mà trong quá trình mà dạy á, làm đồ thấy ok á, mình bỏ vô tủ và trưng. Ai khách nào tới mua thì bán cái phần đó thì mình sẽ gửi tiền công lại cho nha. Ví dụ như đồ nghề mình thì nó nói chung thì nó cũng còn yếu một xíu, mình chỉ còn dư một cái bàn bên này thôi đó, dư cái bàn đối diện với mình. Nếu mà anh em nào cần hoặc là thích nghề á thì cứ inbox cho mình. Nói chung là xem những cái video của mình á thì mọi người cũng thấy rồi đó, từ đó mà suy ra nha mọi người. Ok không, giờ nó đã thành là một cái mẫu đó, nó hơi lỏng lẻo xíu nhưng mà mình sẽ chỉnh nó lại nha. Thật quá khó để quên một đó. Và trong tương lai nếu mà mình phát triển được á, mình sẽ mua nhiều đồ nghề. Và những khách hàng nào muốn tới làm và trải nghiệm thì mình sẽ cho khách trải nghiệm luôn nha. Rồi có đủ thời gian, mọi người đủ thời gian cho khách trải nghiệm luôn, làm món hàng cho khách ưng ý, vừa ý của khách hàng. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nha.
và đây là cái thành phẩm cho mọi người. Cả hai chiếc nó bị hư rồi. Đó.